Các bạn thân mến, như một lẽ thường tình, có những điều đơn sơ thân thuộc, khi thật cách xa ta mới thấy da diết nhớ thương. Gần 60 năm trước, bài thơ Bếp Lửa ra đời khi tác giả, nhà thơ bằng Việt đang học tập ở Liên bang Nga. Chừng ấy thời gian đã trôi qua, nhưng hình ảnh một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm, đến hôm nay vẫn còn gieo vào mỗi người yêu thơ những cảm xúc đong đầy ấm áp. Chúng ta cùng nhen nhóm lại những rung động đẹp bài thơ Bếp Lửa mang lại qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết. Một bếp lửa trần vần sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng đượm. Cháu thương bà biết mây nắng mưa, lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói. Năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi, bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Tám năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa, trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà? Bà hay kể chuyện những ngày ở quê. Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế? Mẹ cùng cha công tác bận không về. Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe, bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc. Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng. Giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, hàng xóm 4 bên trở về lầm lùi. Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh, vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh. Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ. Cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm, rồi chiều, lại bếp lửa bà nhen. Một ngọn lửa lòng bà luôn trực sẵn. Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng, lận đận đời bà biết mấy nắng mưa. Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm. Nhóm bếp lửa ấp ưu nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi.
nhóm nồi xôi gạo mới sẽ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở. Sớm mai này bà nhóm bếp